Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của FK Pet. Và hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm khả năng dứt điểm của Kieran Tierney. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên để đến với những tình huống dứt điểm của Kieran Tierney. Và người đang có bóng đó là Tanaka, bóng đang trong quyền kiểm soát của đội bạn. Đây là Victor Bueno. Miguero là người cắt được quả bóng vừa rồi. Bóng đang trong quyền kiểm soát của đội bạn. Đây là các cầu thủ áo xanh. Một cơ hội để cho đội bóng của chúng ta có bàn, nhưng pha xoay sở và dứt điểm vừa rồi là chưa thành công. Pha bóng là tương đối mạnh lên phía trên. Người đang có bóng đó là Adam. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía FK Pet. Đây là Quiz. Người đang có bóng đó là Okuda. Vừa rồi thì cầu thủ đội bạn đã cắt bóng thành công. Henry là người cắt được quả bóng vừa rồi. Cơ hội để cho đội bóng của chúng ta có bàn, đường truyền là của Scott McTominay. Một cơ hội để cho đội bóng bên phía FK Pet có bàn. Và vừa rồi là bàn thắng mở tỷ số 1-0 đến từ cái chân của cầu thủ mình làm review, Kieran Tierney, đã có cho mình bàn thắng đầu tiên. Và cảm ơn anh em đã đón xem màn review về khả năng dứt điểm của Kieran Tierney trên kênh của FK Pet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.